này rửa hoài mà rửa không sạch thì trời. Viết lại đi. Em ơi, hôm mấy mình mua cái máy rửa chén được không? Được. Hả? Anh bớt cái tiền cà phê của anh mỗi ngày đi em mua cho. Khó nữa rồi. Anh nói thiệt, anh rửa hoài mà nó không sạch kìa. Ủa, em làm gì vậy? Dạy con học. Nhẹ nhàng quá ha. Trời, anh thử dạy con coi nhẹ nhàng không? Trời ơi, quá nhẹ nhàng luôn. Với việc là ngồi đây vừa dũa móng tay, vừa check tin nhắn, vừa dạy con học. Trong khi anh đầu tắt mặt tối trong bếp á. Không mấy... để anh thử anh dạy con. Thôi, anh dạy được không? Được, trời ơi. Xin lỗi nha, ngày xưa anh là 12 năm là học sinh giỏi đó. Ba 12 năm học sinh giỏi được không? Ba. Hả? Ba 12 năm học sinh giỏi sao con thấy mẹ cứ nói ba là vụ ba tính tiền lộn hoài vậy? Không phải con, tính tiền là kiểu như là mình ùa vào đời rồi. Còn ngày xưa là ba ngồi trên ghế nhà trường á, ba tập trung dữ lắm. Là cái nào ba tập trung là ba sẽ rất là giỏi. Ví dụ như là ba sẽ dạy con học. À, mà không dạy như cái kiểu của mẹ dạy đâu. Ba sẽ cho con lúc nào cũng thoải mái, kiểu vừa học vừa chơi á. Con học kiểu mẹ căng thẳng lắm đúng không con? Rồi sao? Ví dụ ba dạy con học thì con thích hơn không? Kiểu mình vừa học vừa con chơi chịu luôn. Học ba không? Dạ chịu. Đấy. Đổi đi. Bây giờ anh chắc dạy con chưa? Rồi, anh rất là thích cái chuyện này luôn. Anh sẽ dạy con học, còn em sẽ giúp anh lại mấy cái chuyện lặt vặt trên tay thôi. Ví dụ như là rửa chén, nấu cơm, lau nhà. Chắc chưa? Chắc chắn luôn. Chốt đơn. Có nhiêu đây thôi đó hả? Trời ơi, dễ mà. Không, ba còn nữa. Hả? Đâu? Dạ, trong cặp con á. Còn nữa hả? Ui, trời ơi, sao nặng vậy con? Dạ. Là hết nhiêu đây luôn hả? Dạ. Thôi tiếp. Trời ơi, cái nào cũng không làm khó được ba đâu. Giờ con thắc mắc cái nào con hỏi ba đi. Áp suất của nước tại đáy bình B bằng D Vũ con ơi. Dạ. Lớp 3 là con học cái này rồi hả? Dạ. Trong đầu ba không còn cái ấn tượng nào hết trơn vậy ta? Hàng giao rồi, miễn đổi trả. Ba sợ rồi kìa My. Sợ đâu mà sợ. Mấy bài toán này không sợ ba thôi chứ. Rồi, giải toán tiếp con. À, dễ mà. Đây, điền cái này vô nha. Đó. Đề bài hãy kể lại một cái kết khác của truyện Thạch Sanh Lý Thông. Ủa, cái kết người ta có sẵn rồi thì để vậy đi, sửa tới sửa lui chi vậy trời. Thì tại vì người ta muốn con nít sáng tạo. Tạo chi cho nó mệt vậy không biết. Mà làm được không? Được. Hai cho con ăn táo để sáng tạo nè. Rồi, cảm ơn em. Ê, giờ làm sao ta? À, bà có cái rồi. Bây giờ mình sẽ cho Lý Thông đánh thắng Thạch Sanh. Sao kỳ quá vậy ba, không được. Không con ơi, cái này nó mới đúng với thực tế xã hội bây giờ. Bây giờ con thấy là Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Đây là một dạng đề văn nghị luận xã hội. À, sáng tạo ghê chưa? Được, ba nói được á, làm giống ba đi. Ừ. Rồi bây giờ tập vẽ đâu, đi lên ba vẽ luôn cho. Nè, dạy con đó là dạy con làm chứ không phải là làm giùm con. Giỡn thôi, thì để con tự vẽ. Nhưng mà cho nó lẹ mà. Thôi lẹ gì? Vậy sao rồi con nó biết được. Rồi làm lẹ đi con rồi vẽ ha. Ba nhanh lên ba. Rồi hả? Làm được không? Được, trời ơi, đang dạy học cho con, có người xe vô khó dạy quá. Mày tập trung dạy con đi, tôi đi skin care nha. Thảnh thơi quá. Trời ơi, thì bữa nay rảnh mới gọi nè. Lâu quá không nói chuyện với bà. Ừ, bữa nay rảnh. Biết sao không? Tự nhiên ông chồng ông dành ông dạy con. Bình thường tôi dạy mà. Không biết sao bữa nay siêng dữ vậy. Nhìn dễ thương á. Rồi bà sao rồi? Ba thấy con dễ giống không ba? Ừ, giống con. Giống con thỏ rồi đó. Con vẽ con trâu mà. Con vẽ con trâu mà. Ôi hả? Trời ơi, hai cái sừng mà ba tưởng hai cái lỗ tai. Ừ, giống con trâu rồi đó. Vậy ba ơi, ba chỉ con làm bài tập làm văn đi ba. Rồi, rồi, làm văn. Ê, tập làm văn đúng không? Rồi, đây, 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 rồi. Đây, đó. Tờ ở tớ phò tấp năng tập. La quyền làm. Giờ nờ văn. Ba, con biết đọc chữ rồi mà. Cái này là tập làm văn, đâu phải là đánh vần. Ừ vậy hả? Ừ rồi tập làm văn. Rồi ta kêu làm gì vậy con? Dạ tả về ba. Tả về ba. Ôi dễ mà. Đây nè, ba ngồi sẵn rồi nè. Giờ thấy ba làm sao thì con cứ viết vô như vậy. Dạ con hiểu rồi. Rồi làm đi con. Đây, lên đây nè. Ở dưới làm chi vậy trời, lên đây, kéo lên, kéo lên. Lên đâu? Lên đây chứ đâu. Nè. Con ơi, con vẽ cái này nó mới đẹp nè. Đó. Đâu vẽ sao mới đẹp, không nói tôi nghe coi, bây giờ ông chơi game hay không vậy con? Phạt. Mắc gì phạt? Tới trễ. Biết bây giờ mấy giờ chưa? Trả chầu này. Thôi được rồi, để tôi trả. Uống gì không kêu thêm luôn. Cho ba ly trà đá. Khỏi thêm luôn em. Biết sao không? Tại bữa nay đang vui, tâm trạng đang vui. Hôm rày dạy bé My nó học đó. Trời ơi, ta nói con bé nó sáng suốt, nó nhanh nhẹn. Nói đâu là hiểu đó, dạy đâu là biết đó vậy đó. Ê, đáng lý ra là ngày xưa tôi phải chọn cái nghề là nhà giáo mới đúng á. Thì đó. Ê mà cũng không được. Nếu mà làm nhà giáo thì năm nào cũng phải nhận nhà giáo ưu tú rồi viên phấn vàng, cũng cực ha. Thì đúng rồi. Ông học hay hơn tụi tôi mà. Thì đó. Sao mà không nhận được đúng không? Tôi nói ông mà làm nhà giáo viên phấn vàng, âm nhầm gì? Viên phấn kim cương. Sáng ta này quá khen anh em không mà khen. Nhưng mà ông biết gì chưa? Gì? Ở cái bài tập làm văn của bé My á, được cô giáo đọc trước lớp. Cái gì? Đọc trước lớp luôn hả? Ôi trời đất ơi. Thường những bài văn xuất sắc, những bài văn ấn tượng là mới được đọc trước lớp như vậy. Sao bé nó không nói gì tôi ta? Trời ơi, cô giáo khen nức nở. Khen dữ lắm hả? Đúng cả rồi. Trường mặt sáng bừng khi nghe bài văn con bé. Trời ơi, lời hay chữ đẹp tuôn ào. Nhờ ai? Nhờ tôi đó. Đúng rồi. Biết sao không? Nó tả ông á một cách rất là chân thật luôn. Cái gì? Nó mượn tôi làm nguồn cảm hứng luôn hả? Đúng rồi. Mà ông dạy nó làm sao vậy? Trời đất ơi, thì nói chung là tôi cũng dạy hết tâm huyết của tôi. Có bao nhiêu ruột gan gì tôi dốc tâm rồi tôi dạy hết. Cứ vậy mà phát huy. Nghe là tôi có động lực để tôi dạy hơn. Trời ơi. Kệ cho ba ly trà đá thêm đi em ơi. Em, con đâu rồi? Đây à? Thôi, nó qua nhà anh Quân chơi với bé Hoài rồi. Trời, em biết chuyện gì không? Gì? Con mình nó xuất sắc quá em ơi. Sao vậy? Nó làm bài văn được đọc trước toàn lớp luôn. Mà bài văn bình thường thì dễ gì được đọc. Phải là một bài văn xuất sắc, ấn tượng thì cô mới cho đọc trước lớp như vậy. Đúng rồi. Mà em biết bé con nhà mình nó lấy cảm hứng từ ai để viết ra bài văn đó không? Từ ai vậy ta? Từ ba nó đó. Trời đất ơi, dữ vậy. Mà ai dạy? Ai dạy vậy ta? Ba nó luôn. Trời ơi, sướng quá. Nó khoe em rồi. Thế rồi hả? Mà em nghĩ là tốt nhất là ba của nó không nên đọc nha. Vậy em, công sức anh dạy cả tuần đó. Anh thức đêm thức hôm để anh soạn giáo án. Anh soạn những gì tinh hoa nhất mà anh học được để truyền dạy cho con của mình. Anh rất muốn đọc cái bài văn đó em mà. Trong đây đó. Ừ, đọc đi. Trời, hồi hộp quá em ơi, kiểu như là bao nhiêu năm mình trồng một cái cây, bây giờ mình hái quả ngọt đây. Đúng rồi, quả ngọt lắm. Ai, trời ơi. Đây. Ôi trời. Ôi, 10 điểm luôn nè. Mà tự hào về con My ơi. Ây da. Đề bài hãy tả về ba em. Ba em có gương mặt chữ điền. Tình ý quá, mới bề lớn mà biết gương mặt chữ điền. Đẹp mặt đẹp trai đó à. So với mấy chú hàng xóm thì đẹp trai hơn nhiều. Trời ơi, thích quá. Mỗi ngày ba đều dạy em học. Quá hay. Trong lúc em học thì ba ngủ gục hoặc chơi game. Ba nói em phải tự học thì mới sáng tạo. nhưng em biết ba dạy em học để khỏi rửa chén. Dù ba làm biếng thì em vẫn yêu ba. Ủa này, con viết hả em? Ừ, con viết. Em có tác động gì vô thêm không? Thì anh kêu con thấy ba làm sao thì con tả y chang vậy, nhớ không? Em thấy nó tả hay nó vạch mặt ba nó trước lớp vậy? Thì em nói tả thật mà. Chết rồi chứ, là nó đọc trước toàn lớp luôn đó hả? Không, toàn trường. Sao em vẫn dưng vậy? Tại em thấy hay quá. Ôi trời đất ơi, My ơi, con giết ba rồi My ơi. Đây. Không, em cởi đồ ra đi. Cái gì ông nội đang đứng phòng khách cởi đồ cái gì? Là cởi cái tập về ra cho anh. Lẹ đi. Cái tập về làm gì đang dơ này à? Ủa làm gì? Kể từ bây giờ anh sẽ quyết định rửa chén. Anh sẽ chôn chặt cuộc đời mình trong cái xó bếp này. Không bao giờ dạy con để bêu rếu anh nữa đâu. Chào em. Cái gì vậy? Vô bếp đây. Tú, Tú em rửa cho. Làm im đi.